Chào các bạn, mình là Minh Uzi đây. Thì như các bạn đã biết á, thì Rubik là một món đồ chơi rất là quen thuộc đối với chúng ta và tuổi thơ của chúng ta. Nhưng mà có rất là nhiều sự thật thú vị về khối Rubik này có thể chúng ta chưa biết. Nên hôm nay các bạn hãy cùng Minh Uzi tìm hiểu những sự thật rất là thú vị về khối Rubik này nhé. Các bạn có biết á, là Rubik được ra đời như thế nào không? Vào năm 1974, giáo sư kiến trúc Enno Rubik, 30 tuổi người Hungary, đã có ý tưởng tạo ra một trò chơi xếp hình cầm tay dựa trên hình học để giúp học sinh dễ hiểu về không gian. Những nguyên mẫu đầu tiên được làm từ khối gỗ và kẹp giấy. Sau đó, giáo sư hợp tác với người làm bánh mì ở Hungary để sản xuất ra nhiều Rubik hơn và bán cho mọi người. Và cái tên đầu tiên của Rubik các bạn có biết là gì không? Giáo sư đặt tên là khối lập phương kỳ diệu. Cái tên khá là hay phải không các bạn? Và sự thật đầu tiên rất là thú vị về khối Rubik mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là người phát minh ra Rubik không giỏi chơi Rubik. Nghe có vẻ rất là mâu thuẫn phải không các bạn? Nhưng sự thật là vậy. Món đồ chơi này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người cố gắng tìm ra những cách giải mới và ngày càng nhanh hơn. Nhưng chính người phát minh nó lại không nằm trong số đó. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012 với hãng CNN, giáo sư Enno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, thừa nhận rằng ông phải mất hơn một tháng để giải được trò chơi này khi mới phát minh ra nó. Và khi đã bắt đầu tập luyện thì ông thấy cũng mất tới một phút mới làm xong. Trong khi đó hiện nay những người mà tham gia cái cuộc thi xoay Rubik trên thế giới á, đều có khả năng xoay khối Rubik này chỉ trong thời gian dưới 10 giây đó các bạn. Đó là một sự thật khá là thú vị đúng không? Và sự thật thú vị tiếp theo là kỷ lục người xoay Rubik nhanh nhất hiện nay là 4.9 giây. Các bạn nghe không lầm đâu nhé. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta chỉ có thể chớp mắt vài lần, cậu bé Lucas 14 tuổi có thể giải xong khối Rubik và lập kỷ lục thế giới trong vòng 4.9 giây được ghi nhận vào tháng 11 năm 2015. Nhưng đặc biệt hơn nữa, không nhất thiết phải dùng tay để xoay Rubik. Một người tên là Jakub Kiba có thể xoay Rubik trong vòng 20.57 giây bằng đôi chân của chính mình. Rất là thú vị. Và sự thật thú vị tiếp theo, đây là món đồ chơi không bao giờ lỗi thời các bạn. Vào năm 2022, sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền thể thao eSports đã chiếm lĩnh đa phần hoạt động giải trí của giới trẻ. Các bộ môn truyền thống dần bị mai một, sụt giảm liên tục về thị phần và khách hàng trung thành. Các đại lý cũng không còn mặn mà nhập bán những bộ đồ chơi như là cờ cá ngựa, cờ vua, cờ tỷ phú, vân vân. Những thứ đã từng giúp họ có được doanh thu rất lớn. Nguyên nhân ở đây chính là sau hàng trăm năm, những bộ đồ chơi ấy vẫn chỉ có một lượt chơi mà không hề có sự thay đổi gì cả. Thế nhưng, Rubik lại là một trò chơi rất khác biệt so với các game truyền thống và liên tục được vinh danh ở các sân chơi quốc tế. Vì tính đến hiện nay, đã có hơn 43.000 tỷ cách giải và con số đó vẫn cứ gia tăng khi các Cuber luôn tìm ra cách giải mới. Và sự thật thú vị tiếp theo là con người vẫn thua xa robot trong việc giải Rubik. Vào năm 2014, hai kỹ sư là Davis và Mike đã chế tạo một robot xoay Rubik được làm từ bộ xếp hình Lego và điện thoại Samsung Galaxy S4. Nó đã giải quyết được khối Rubik chỉ trong 3,2 giây. Chưa hết, hai người đam mê Rubik ở Kansas, Mỹ đã làm ra một robot có thể xoay Rubik trong vòng 1,2 giây và họ không ngừng nỗ lực để tạo ra những kỷ lục của chính mình. Hiện tại, họ đạt được thời gian là 0,9 giây, tức là chưa được 1 giây các bạn ạ. Sự thật rất là nhanh và vượt xa khả năng của con người. Và sự thật thú vị cuối cùng về Rubik mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là Rubik có rất nhiều lợi ích. Có những món đồ chơi có sức hút không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Rubik là một trong số đó, khi lọt vào danh sách những loại đồ chơi bán chạy nhất thế giới qua mọi thời đại. Khối Rubik lập phương ma thuật ngày nào vậy mà đã có tuổi đời hơn 4 thập kỷ rồi đấy, tức là hơn 40 năm. Rubik là bộ môn, một món đồ chơi giải trí, đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao. Có một số lợi ích của việc chơi Rubik mang lại cho chúng ta như là cải thiện trí nhớ, tập luyện sự kiên nhẫn, duy trì trí nhớ ngắn hạn, tăng cường sự tập trung, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không học cách chơi Rubik đi nào? Kênh Minuzi Vlog hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những cách chơi Rubik nhanh và hiệu quả nhất.